ra nãy giờ em chưa nói gì luôn á mọi người, từ đầu vô giờ luôn mọi người. Món đầu tiên. Wow. Wow. Nhìn món này là biết ngon rồi. Biểu hiện cảm xúc. Quay cho mọi người ngó cái mặt chứ. Nè, tất cả quay vô nhìn nè. Ok, tuyệt vời. Đây, món thứ hai. Tắt cho. Món thứ hai nè. Sướng quá. Cái gì được, khỏi lấy ghế. Ê, cho miếng nước được không? Để xả cái mùi cái viên đi nè. Mình thưởng thức món ăn đó là mình phải... Lẹ lên. Ngon. À. Món thứ ba. Nhiều nước vậy. Không hấp hạ bự da. Quá. Thế còn món thứ tư này, nấm rất tốt cho sức khỏe nha em trai. Ok. Nấm. Dễ thương quá. Bé là chơi game show hề hước quá. Vậy. Oh. Món tiếp theo. Khóc. Thôi. Game show khóc. Vui mà em. Ngon tiếp theo, món thứ tư. Ok. Hồ Biên. Hoài luôn á. Chúng ta sẽ trở về với hai người đầu tiên. Cho em đi cấp cứu được mọi người ơi. Dạng ơi, em thấy như thế nào? Thật sự là những đầu bếp ngày hôm nay được tuyển rất là tốt. Tất cả mọi người đều đến từ một vùng gọi là chỗ mà có nhiều muối á. Ok rồi. Bún qua cầu là qua cầu Nại Hà đó đúng không em? Ừ. Hạ miệng ra. Trịnh Tú Trung. 1, 2, 3. Em ăn 4 món, nó ăn có 1 món mà chị. Ăn thêm ngon. Làm gì khóc? Nín, Trung, bé Trung. Mà ăn chống lớn, không có khóc mà ăn chống lớn. Thôi. Nén chặt đau thương. Mà ăn chống lớn ha, không ra. Miếng nữa. Con. Không, hồi nãy anh quả quyết anh chọn mà. Ráng ăn đi. Thả không ra. Đó, đúng rồi. Rồi, tuyệt vời. Rồi. Em nhường cho mấy anh chị. Không, trời ơi, em phải ngồi đây để em ăn. 2, 3. Rồi. Cảm ơn em. Rồi, bây giờ xin mời mọi người hãy giới thiệu mọi người là ai. Xin mời chú. Để xem đây có phải là siêu bếp hay không. 1, 2 và 3. Wow. Dạ chào chú. Chú có phải là siêu bếp hay không? Chú không phải là siêu bếp. Dạ hiện tại công việc của chú là gì? Chú tên gì ạ? Chú tên là Trần Nhân Minh. Năm nay chú bao nhiêu tuổi? Năm nay chú 60 tuổi. Công việc hiện tại của chú là gì? Diễn viên tự do. Diễn viên tự do. Một tràng tay cho chú. Thèn cái diễn xuất sắc luôn. Rồi em thấy hương vị sao em? Em cũng đến từ biển chết luôn đó anh. Vậy sao vậy em? Nó mặn hả? Dạ. Rồi, mặn mà nó còn đắng nữa. Mặn đắng. Dai không sao đâu. Cái người này phụ nữ phúc hậu như vậy thì không thể nào là không phải là siêu bếp. Trung diễn giả. Trung diễn mà nước mắt trào ra. Ừ. Đồ ăn ta làm giả. Ngon muốn chết. Ừ. Người ta có công nấu cho mình ăn vậy. Ok. Mà. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem người phụ nữ này là ai. Sao vậy vàng? Trời ơi. Quen nhau quá hả? Trời, đứng hình luôn á. Đứng hình. Sao vậy? Anh cảm thấy anh sai lầm khi vô cái ghế này ngồi anh chọn em á. Dạ xin kính chào các vị thực khách cũng như là quý vị khán giả đang đón xem chương trình Truy Tìm Siêu Bếp. Em là Hoài Tân, em là diễn viên của nhóm kịch cổ trang Chuồn Chuồn Giấy. Wow. Tới hai người tiếp theo. Tôi chết rồi kiểu này. Nắm lấy tay anh đi nè. Dạ ơi, nắm tay Diễn kìa em. Nè, cùng nhau nắm chặt tay nhau hát bài nào. 2, 3. Nén chặt đau thương. Tìm chết. Không muốn đi biển đen nha. 2, 3. Chúc Võ Hoàng Yến may mắn. Chị sắp đi đường quyền rồi đó. Ủa sao ai cũng nhăn vậy? Diễn anh, Diễn. À Diễn hả? À? Tôi không biết ai là siêu bếp luôn á. Có sao không em?
một trong hai người. Nước, nước, nước. Nước, nước, nước. Ôi, chết rồi, chết rồi. Yên xỉu. Ồ e, ồ e. Yên xỉu rồi, để em hỏi cái tài vậy chị. Ủa sao kỳ vậy? Thôi đi ra đi. Rồi rốt cuộc trong hai người này ai là siêu bếp? Chắc chắn ở đây là diễn xuất. Đúng rồi, một trong bốn người diễn xuất. Do Hoàng Yến và anh trai này, một trong hai có người diễn xuất. Không, chị có khi là Trịnh Tú Chung luôn. Nín đi, biến luôn. Để chị làm việc. Hồ biến nè. Hồ biến. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem hai vị siêu bếp này, một trong hai ai mới thực sự là siêu bếp. Xin mời. Xin mời. Trời ơi. Ai là siêu bếp? Bây giờ để họ thú nhận. Trong hai người này, ai là siêu bếp? Vô ta lên. Dạ cảm ơn anh, nhưng mà trước khi giới thiệu về bản thân mình, em muốn hỏi chị bên đây, hiện tại công việc của mình là gì? Mình đến từ đâu? Vâng ạ, lời nói đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến hai MC của chương trình, tất cả thực khách và tất cả quý vị đang xem chương trình Truy Tìm Siêu Bếp ạ. Em tên là Lại Thu Phương, hiện tại em đang là một nhân viên văn phòng, cũng như là cũng có tham gia một số hoạt động về nghệ thuật như là MC, ca hát và diễn viên ạ. Cảm ơn em. Cảm ơn rất nhiều. Dạ, em chào anh siêu bếp. Cái chị bên kia không phải siêu bếp, là anh là siêu bếp rồi. Anh giới thiệu về anh cho mọi người cùng biết ạ. Xin chào tất cả các bạn đã tham gia trong chương trình game show ngày hôm nay và tất cả quý vị khán thính giả. Hiện tại mình là siêu đầu bếp Việt Nam 2013. Yeah. Tôi tên là Alan Nghĩa, siêu đầu bếp năm 2013. Và công việc chính của tôi hiện tại là tôi đi dạy. Thì đó là một trong những cái niềm đam mê mà từ trước giờ tôi đã ráng cố gắng hấp ủ. Và tôi mong muốn là tôi sẽ đem đến cho tất cả những đầu bếp Việt Nam những cái lửa của về nghề bếp và chia sẻ những kinh nghiệm đó để cho những học trò có những con thế hệ tương lai họ sẽ phát triển cái ngành bếp tốt hơn. Thực sự ra nghề bếp thì có rất nhiều đầu bếp, nhưng mà mỗi một người đầu bếp họ sẽ có những cái sở trường riêng. Nhưng mà đầu bếp giỏi thì lúc nào cũng vậy, và họ biết là chia sẻ những của mình và đặt những cái tâm huyết của mình vào trong những món ăn. Và khi họ mang ra thực khách là thực chất là những món ăn đó là món ăn thật là đặc sắc và sắc sảo. Họ đã đưa tất cả những cái tinh hoa họ vào trong đó. Cảm ơn anh rất nhiều. Ủa, khi mà anh tới đây thì chắc chắn anh cũng mang một cái món gì đó cho mọi người đúng không ạ? Món ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn là đó là được biến tấu từ một món ăn đường phố, đó là món gỏi cuốn. Wow, vậy là được ăn gỏi cuốn là từ bún đó, bún đúng đó. Đúng rồi, được vô đó, vô đó. Rồi, rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Ủa, sao tự nhiên khách mời mình mất hết người ha? Ủa, mọi người. Ủa, trời ơi. Trời ơi. Ủa, ngồi đó hả? Ủa sao đẩy em xuống đây vậy? Gọi nó đi. Ủa. Thôi thôi, lấy chơi lên đây chị, lên đây. Hồi nãy em nghe nói là sao? Như ơi, sao em xô nó vậy Như? Chị xô em. Trời, tôi xô hồi nào vậy? Bé vợ thiệt á. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức món ăn của siêu đầu bếp của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời Hồ Biên. Anh có cần em phụ gì không ạ? Nói chung là cái món này thì nó cũng không cần, anh đã chuẩn bị rất là chu đáo rồi. Thì món ngày hôm nay anh muốn mang đến đó là một món đó là gọi là gỏi cuốn. Thường thường chúng ta nghĩ là món gỏi cuốn là cái món thông thường đơn giản, nhưng mà hôm nay hai nguyên liệu chính rất là đặc trưng, đó là anh sử dụng cái gan ngỗng của Pháp, tức là foie gras, để anh chế biến, anh làm loại sốt. Và anh chỉ trong cái phần cuốn sẽ có thêm cái trứng cá, rồi chúng ta sẽ cuốn vào đó. Đồ xịn. Mình bắt đầu đi anh. Rồi, bắt đầu. Để làm nên phần sốt gan ngỗng, trước tiên chúng ta phải áp chảo phần gan cho chín, sau đó thêm các gia vị gừng, hành, tỏi, cho thêm một ít rượu sake và rượu mirin để khử mùi. Tiếp đến là tương đen, biết dùng hạnh nhân, và cuối cùng là một ít muối.
chúng ta đánh nhuyễn gan ngỗng, sau đó lọc rây để loại bớt chất cặn. Ta tiếp tục cho một ít bơ vào và đun sôi. Như vậy là sốt gan ngỗng đã hoàn thành. Yeah. Wow. Sốt gan rồi. Linh hồn gỏi cuốn đã xong. Với phần gỏi cuốn, ngoài rau, bánh hỏi, tôm, chúng ta sẽ cho thêm trứng cá caviar làm tăng thêm độ giòn và sự hấp dẫn. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành món gỏi cuốn sốt gan ngỗng trứng cá caviar. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức nha. Yeah, được ăn rồi. Được ăn rồi. Rồi. Giờ ăn được rồi. Giờ ăn được rồi. Quá trời. Ủa, em cảm ơn anh. Nãy thấy cuốn nhiều lắm rồi ta. Mình vẫn ăn như chấm như bình thường mình hay ăn thôi. Sốt ngon quá. Có thể dùng tay hoặc là dùng đũa, tùy theo sở thích của mọi người. Yeah. Thì qua món ăn này tôi muốn cho mọi người thấy là không phải món ăn đường phố là nó sẽ bình thường. Có những món ăn đường phố mà chúng ta có thể làm lên một cái gì đó nó đẳng cấp hơn. Và chúng ta sẽ giới thiệu đến những cái thực khách trên thế giới rằng ở Việt Nam có những món ăn rất là độc đáo. Nước chấm tuyệt vời luôn. Biết ơi, nước chấm tuyệt vời lắm. Đũa đâu mọi người ơi? Sao mà bàn ai cũng có đũa, gỏi em không có đũa. Gỏi cuốn. Nhưng mà rồi sao ăn được mấy cái hộp này? Chút vô luôn. Đó. Trời ơi, nước sốt làm từ gan ngỗng và bơ. Rất là ngon, béo lắm mấy đứa ơi. Yến ơi, từ từ thôi, đừng liếm dĩa nha. Trời ơi. Cái mùi gan ngỗng á nó hòa quyện. Mọi người thấy sao ạ? Trời ơi, ngon quá hả? Ngon, xuất sắc đúng không? Xuất sắc nha. Xuất sắc luôn. Đi đâu? Hết rồi. Dọn dĩa. Thông cảm, để nó đi. Liền, đi đâu, ngồi xuống. Thế là mọi người đã thưởng thức xong món gỏi cuốn xuất sắc. Xin mời anh Trung đưa ra ý kiến của mình về món ăn này. Thật sự á, Trung là một fan của tất cả những món ăn đường phố. Và hôm nay món ăn đường phố Việt Nam được nâng cấp, trở thành một món ăn rất là đẳng cấp và rất là ngon miệng. Và chúng ta có thể hoàn toàn khẳng định là chúng ta có những món ăn tuyệt vời để giới thiệu với bạn bè quốc tế. Những món thật sự đẳng cấp quý vị ạ. Cuối cùng cũng đã no nê. Quá đã luôn đúng không? Quá đã, từ đó giờ mới ăn một món gỏi cuốn mà nó xuất sắc như vậy. Cái mùi vị thật sự rất là lạ, cũng như rất là đẳng cấp. Thiệt luôn á, phải cảm ơn anh Alan Nghĩa đã mang đến một cái món ăn mà thật sự làm cho em cảm thấy rất là bất ngờ. Bởi vì em không nghĩ là cái món gỏi cuốn đó nó lại được biến tấu, biến hóa như vậy. Rất ngon đúng không anh Trịnh Thiếu Trương? Tuyệt vời. Và không quên chúc mừng bạn Văn Hiên đã chiến thắng trong vòng thi này và đã tìm ra được siêu bếp. Ơi, xin cảm ơn chương trình rất là nhiều. Cảm ơn siêu đầu bếp của chúng ta, Na Lên Nghĩa. Và một lần nữa, Khả Như cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Truy Tìm Siêu Bếp. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty M&T Picture thực hiện. Và mọi người nhớ khung giờ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Còn ngay bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.